Công ty thức ăn nhanh McDonald's bắt đầu dùng thịt bò tươi thay vì dùng các miếng thịt đông lạnh trong một số loại hamburger ở hàng ngàn chi nhánh của họ. Trước đây, McDonald's dùng thịt đông lạnh từ thời thập niên 70, chuyển sang thịt tươi để thu hút khách hàng muốn có thực phẩm tươi hơn. Tuy nhiên, ngay lúc đầu sự thay đổi này chỉ có ở 8 thành phố, bao gồm ở Atlanta, Miami và Salt Lake City, rồi sau đó mới có mặt ở các cửa tiệm khác vào tháng 5. Đây được xem là sự thay đổi mới nhất của công ty McDonald's có trụ sở chính đặt tại Oak Brook, tiểu bang Illinois, nhằm thu hút khách hàng, tăng số bán và cải thiện hình ảnh của mình khi càng ngày có thêm nhiều người không muốn dùng thực phẩm chế biến.